Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Lại là đây, quay trở lại với Jura số online ngày hôm nay. Trên map lại có thêm một cái Epic Incubator. Thì trận Epic Incubator này nó có tới 3 trận nhỏ ở bên trong. Thì Rick cũng sẽ đấu hết cả 3 trận này. Chắc là cái Epic Incubator này có tên là Raptor Strike. Thì Rick nghĩ là chúng ta sẽ đối đầu với những con Raptor, những con khủng long nhỏ ăn thịt, ví dụ như Troodon. Ở đây chúng ta có Troodon, Pyrethroid với lại con Ghost ha. Mấy cái con này thì không lẽ Rick lấy mô tầm ra Rick đánh với tụi nó, trời đánh vậy có vui không? Lấy chó sói đi, dạo này Rick thích con chó sói hơn các bạn. Hai con chó sói luôn, một con chó sói unique với lại một con chó sói apex. Thì cái con chó sói apex Rick thấy không ngon bằng chó sói unique, hay là chưa được nâng cấp lên thì không biết. Nhưng mà đánh cái con chó sói apex chán lắm, đánh con sói unique thì ngon hơn nhiều. Và con cuối cùng thì Rick chọn cái con Turamolok. Nói chứ con Turamolok là chấp hết ba con còn lại cũng được nữa, tại Turamolok giảm tốc tụi nó chết queo hết rồi. Nhưng mà rất thích con chó sói thì thích lấy con chó sói ra đánh nè. Chô đôn nè, ok, chô đôn ha. Thì chô đôn không đánh xuyên né tránh được, thì hy vọng là mình có né tránh thì đỡ được miếng. Trời ơi, nó hủy búp má ơi, nó đánh xuyên né tránh thiệt các bạn. Ok, vậy rút máu cho Don đi. Ui giảm đam mà, may quá vẫn né tránh được một ít nha. Nhưng mà con chó sói này buồn cái bị giảm đam các bạn. Chó sói này không kháng được, không kháng đam luôn, không kháng giảm đam luôn. Ừ đúng rồi, không kháng giảm đam luôn. Mà được cái thì có tới hai cái skill ưu tiên đánh cũng được. Có nhiều trận con chó sói này nó cũng giúp rất thắng lắm, đánh trong PvP. Bây giờ con này hả, con này nó chuyên gia, nó giảm tới 50% đam trong vòng 4 lượt lần, nên là thôi quất phát chạy luôn các bạn. Nó hút cho nó một cái rồi mình đổi qua con chó sói Apex luôn. Con chó sói Apex ấy, khi mà swap in luôn á thì nó sẽ được cái là tăng tốc rồi né tránh nè. Swap in của nó là tăng tốc né tránh nè. Đâu rồi, tăng tốc né tránh, còn cái có cái counter attack nữa. Chơi với mày luôn cái con hả Ghost kia. Ritiko, wow. Con God nó có skill là bánh xuyên né tránh này các bạn. Bánh xuyên đúng rồi, bánh xuyên né tránh. Rồi xong mày luôn. Từ khi mà tạo ra cái con chó sói Apex này, ít khi nào sử dụng nó lắm luôn á. Hình như là có cái video tạo ra nó thì là sử dụng nó thôi á. Đây là lần thứ hai rất sử dụng cái con chó sói Apex luôn các bạn. Quánh chán chết. Cầm cho số unit đánh ngon hơn. Rồi trận tiếp theo chúng ta lại có con Ghost, nhưng mà lần này nó level 23. Con Alloraptor hả? Alloraptor cũng ghê gớm lắm nha các bạn nha. Alloraptor hả? Ngày trước cái skill range này của nó là nó nằm dưới đây nè. Range tới 60%. Mà giờ mấy cái skill này của nó cũng ghê lắm luôn. Tiếp theo chúng ta có Indoraptor Gentoo ạ. Indoraptor Gentoo thì cũng bình thường thôi, vẫn giữ nguyên đội hình này nhé các bạn. Hồi nãy mình sử dụng hai chó sói rồi, giờ mình sẽ sử dụng con Turamolok đi. Trận cuối thì mình sẽ sử dụng Refinitum, hay là mình nên chọn mấy con mà yếu yếu đánh cho nó kiểu ngang tài ngang sức cho nó hấp dẫn. Cứ đánh kiểu này mình thắng hoài,
Ngại quá đi mất. Đánh mấy cái trận này thì rất sung lắm các bạn. Chứ mà gặp đánh BB tụi nó đánh cho sắp mặt. Tụi giờ ghê lắm, đánh thua hoài. Đánh riết mà nản chán. Rít thì đa phần sẽ làm video về Jurassic Alive khi mà nó có event có cái, sorry các bạn, có cái incubator epic incubator á, hoặc là có event gì đó hấp dẫn thì Rít mới làm thôi. Bữa giờ cũng chưa có làm được Jurassic Evolution 2 nữa. Tiếp theo chúng ta lại có con Ghost level 23. Critical cho nó chết luôn đi Tura. Tura có 5% critical, hàng thấp lắm. Rồi xong, kết thúc trận này thôi. Để không biết là trận cuối thì chúng ta sẽ đối đầu với con nào đây. Một mình Refend ở tầm thì có thể đấu nổi hay không? Chúng ta cùng theo dõi nhé các bạn nhé. Đây, để chuẩn bị vô trận cuối đây. Đánh mấy cái Epic Incubator thì nó được nhiều coin hơn. Nhiều coin thì để up khủng long. Trận này lại là một con Alloraptor với lại con Pyrosuchus. Cái con này nó cũng hơi gọi là khó nhằn nè. Tại vì nó có giáp tới 15% nữa các bạn. Tiếp theo lại là Piritator à, cũng bình thường thôi. Rồi let's go. Đây, hồi nãy Rick nói là trận cuối cùng lấy Refenatum. Lúc trước Rick đang bóp con Refenatum này, đang bóp dam cho nó. Đang bóp dam cho con Refenatum, nhưng mà từ khi có cái con Gemini Deus ấy, có nhiều đam dồn cho con Gemini Deus luôn rồi. Con này kháng giảm đam mà. Kháng 50% giảm đam. Ồ, cũng dữ ta. Ồ, cũng 1000 mấy kìa. May là nó kháng 50% rồi đó. Nó không kháng là mất hết 2000 rồi. Đây, Virisu chết. Con này nên làm gì đó các bạn? Nó có skill ưu tiên không vậy? Có. Nó có hai skill ưu tiên, một cái là siêu. Đây là mình đợp cho nó chết luôn cho rồi. Vậy đi. Nó xài siêu rồi các bạn ơi. Ok thôi, chấp nhận. Mày xài siêu hả? Kháng bao nhiêu phần trăm? Kháng giảm đam 25% à. Khá là ít nha bạn ơi. Khá là ít nha. Đó. Còn được nhiều đam đây. Giảm hết đam luôn rồi. Ôi sorry bạn nhé. Giảm hết đam của bạn luôn rồi. Nó còn skill ưu tiên nữa, chắc nó sẽ quánh rít bằng cái skill ưu tiên đó các bạn. Đó, biết mà. Cũng được 1000 mấy chứ bộ. Nếu mà tính ra thì cái con Refenatum này nó giống con Telephosaurus thôi các bạn ha. Nó là họ Tylophosaurus đó nha. Nó không phải họ Raptor. Tại nó có cái mang rồi cái màu ở trên giống như con Tylophosaurus vậy đó. Xong, nó đã hoàn thành xong 3 trận của cái Epic Incubator ngày hôm nay. Và để mở phần thưởng coi như thế nào đây. 1125. À,
được 225 DNA của con Tiger, với lại 172 DNA của con Ghost cũng được nha. Bây giờ Rick đang kiếm cái con gì nè, con unit mới các bạn, con mà xuất hiện trên map đó. Đây đây đây, nó đây, con Draco Venator, không hiểu luôn á, không hiểu là làm sao mà kiếm được nó luôn á. Nội mà cái con Rexy với lại cái con Bara phát sáng các bạn, Rick còn chưa thấy nữa mà sao thấy nổi hai cái con unit đó. Ở cái con unit đó, cái con unit đó, nó cũng nằm trong cái short rank á, nên cực kỳ khó. Mình không hiểu là những người mà thấy được nó là không biết là đi bao lâu thì mới thấy được nó, hay là dùng mod, còn không thì chắc là dùng tiền mua DNA luôn rồi. Chết cha, chưa gặp Tenno rồi. Tenno này đam nhiêu? Ok. Đam 5.500 hả? Đừng critical cho Tenno. Giờ tao mày chơi chung nè. Đừng critical nha. Mày critical là tao chết đó. Yes. 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 Hên quá. Hên quá các bạn ơi. Hai con Tenno level 30. Rất hên. Wow. Hên thật. Ok. Ôi trời, còn cái con Leco Spy này nữa, giờ làm sao đây ta? Con quỷ này nó quánh xuyên xuyên tàn hình rồi mà đưa cái con Indomie ra chắc không được. Phải đưa Ankylosaurus ra thôi. Ơ. À, trời, quánh được chạy ba. Chứ kỳ vậy. Ui. Ui 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 ui. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, phá thiên nữa chứ. Mày quánh mày cũng được miếng rồi tao chạy chứ. Mày quá, counter attack của nó không có phá khiên. Ôi, hên quá. Đưa Indomie qua. Stun không? Stun. Trời ơi, nó không stun luôn các bạn. Ai, 4.600 hả? Người nào critical không? Thôi nè, mình chơi chiêu này đi. Critical là con này chết. Thôi nên là mình tàn hình đi cho chắc ăn. Đó, giảm tốc của nó. Ui, hên quá, hên quá. Chết mày rồi con. Chạy không? Trời, chơi siêu. Không biết Indomie phá siêu được mà tự nhiên chơi siêu trời. Chắc là tính cứu vớt gì cuộc đời của Indomie hay sao? Thôi. Chết rồi. Nó mà quánh cái skill này 5.000 rồi ha. Chết tôi. Ôi ôi, thốn chưa các bạn. Quay 3.100 cũng đỡ. Haha, Refen đã tập nữa. Rồi xong luôn. Chạy không? Không chạy à, rồi không chạy là chết thôi. Ok, trận này quánh hên quá các bạn ơi.
không phải hay nha, trận này hên nha các bạn. Rồi chắc là Rick xin kết thúc video của Rick tại đây. Nếu mà các bạn nào thích video của Rick thì nhớ cho Rick một like và share video nha. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là nhấn cái nút subscribe cũng như nút chuông kế bên, để khi Rick upload lên những video mới nó sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,